Dạ. Bà cũng em chung chỗ chờ tiếp Đồng dâm nhau hay gì đây. bự lắm, còn con to hơn nữa, vừa giống như cái mông voi ăn hơn, To hơn nữa, con to ngon hơn nữa. thiệt, ngon á, Một lạng. làng nó dữ nào, Thì không. Thì hành tinh. Chù. đã Chù. Thịt ông. mía mà, Chù. Biết một ngày hơn. dồi hàng Thái này, tiếng ốc mà. Wow, nhìn giống cái giữa chợ, đúng không? Do giống tranh vô hơn được. giống 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 cái thẹp gơ, giống cái thẹp không không khít gơ khít chơ. Con ốc này khá bự luôn này cả nhà. Ôi khiếp, ồ cái này như dữ ta, núm luôn ha, núm. Thấy chưa, thấy chưa, bình tĩnh đi. Dành tớ luôn hai con lần mà. Trời ơi, nó không dữ không? Từ từ nó xuống á, tét tét miếng ơi, tét miếng ơi. Mình em đi gặp được hai con cúc. Nhưng mà nôn vội quá. Tuy lấy đá sáng nhưng mà sai á. Được chết thật là sống ấy. Này bao đẹp luôn cả nhà ơi, cao lắm khoảng tầm 20 mét. Đây cả nhà hả, mình vừa đánh xong hai cái rô bay kẹp, mình tạo một cái đĩa thế này để mình bẫy con bim bịp. Chờ nãy mình nghe trên cái khu vực này có tiếng bim bịp kêu á, giờ mình sẽ mở cái loa, cái tiếng bim bịp mà mình để trong cái phòng chỗ lá chuối kia, là con bim bịp nó sẽ nghe tiếng xuống thế giới này, nó sẽ bập lên và bập đánh vô đầu một em. Ok cả nhà. Thôi. Chưa cây cho mấy không được. Chuyển đồ qua. Mình em mới thấy được một ít rau dớn với một cái bắp chuối cả nhà ơi. Rồi anh em 78 xin chào cả nhà mình luôn. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nha. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa. Mấy anh em lúc nãy loay hoay đi đâm câu, rồi đánh bẫy chim, bẫy sóc dọc theo con suối này, phía dưới có thác đẹp lắm. Thác đấy mà anh em nào mà xa bờ thì muốn gỡ nợ thì liên hệ buôn danh dẫn đi. Bây giờ mấy anh em mình di chuyển lên cái đoạn trên này cả nhà ơi, nấu nướng ăn cơm trưa. Trưa nay có món đặc biệt lắm, món ốc ma nha cả nhà. Dọc bờ suối có ít rau dớn. Rau dớn này cả nhà. Đã không? Tươi sao như gái 18 không? Đây một con gà cồ chai nữa đây. Này là mớ ốc ốc ma anh em mình bắt được lúc tối á. Ốc này nó sinh sản dữ lắm, nó phá hoa màu chịu không nổi mà.
ở địa phương mình thì gọi là con ốc sơn á cả nhà. Mình thấy nhiều anh em hay gọi tiếng phổ thông là con ốc ma. Cái món này thịt thì rất là nhiều, nhưng mà để sơ chế nó thì phải mất thời gian lâu đó. Trong quá trình sơ chế thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cái cách thức sơ chế cũng như là cái thực đơn trưa nay của anh em mình từ món ốc ma này. Vò về tiếp rồi. Nhìn cây con ốc ma ốc sơn này thịt nó rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Đó. Nhìn cái phần đầu của nó này, nó giống như con hươu cao cổ hay là con gì nè. Thực lại mâm thơm huyền thoại của anh em nữa đây. Nhà tài trợ là má của ông Bốn cả nhà. Má Bốn bọn thơm ngon lắm. Này hùm thơm này pha chối sẵn. Rau rừng thì có rau dớn nè, hoặc là các loại rau rừng chấm với mâm thơm hồi tuyệt hảo. Ui, nhớt không? Nhớt rồi ạ. Như ốc sơn này làm kem phấn cho mấy chị em sao á? Hàng hai. Phải không ta? Giống như chặn nhau mấy chị em này. Được cho được một nửa mà đầy nồi rồi cả nhà. Này lát nó tiết ra chắc nhau nó thiếp lắm. Anh em phải sơ chế lại vài bước nữa. Xìm gừng. Làm ốc thì phải riêng làm chén mâm gừng trước đã. Cho ướp xào hay là nướng như vậy, ướp có tí gừng vào cho nó thơm. Hợp phải không? Ốc là phải có gừng, bướm phải có chim cu. Được rồi. Ừ, đúng bài đúng vừa rồi đó. Chưa, giờ ra đi. Chín không? Chín rồi ạ. Chưa tay được đâu. Kỹ nữa. Chứ nào. Này lỡ ra tiếc chắc nhờ đã khiếp lắm. Dù anh đi bự này. Chưa chín nữa chứ. Dù giữ lại dở thử ti. Ồ nóng quá. Nóng hả? Chưa ra thử ra cho được thôi biết rồi. Nào. Ồ bự quá. Lọc ra. Được ạ. Cái phần này anh em mình luộc xong rồi mình khiêu ra, mình lấy cái phần thịt nó rồi mình chà với muối với chanh, chắc phải chà 2-3 lần khi nào nó sạch thật là sạch rồi anh em mình sẽ cho biết. Lỡ đi anh mày. Thịt nhiều mà phân cũng nhiều. Trứng là cái gì này? Trứng á. Phải không? Trứng ôi ô. Trứng đâu này? Phải không phải không? Trứng. Nếu trứng là ấy á. Trứng là có học chứ. Này là cái trứng đó này. Chủ ra cả ngàn trứng nè. Ô khiếp. Cô bỏ đi. Wow. Hơi nhớt quá không? Nhớt á. Ê đó. Cái này bự này. Bà đi trứng này. Trứng này. Giờ trứng lớn nè, đi trứng nhỏ. Wow, trứng này, trứng giờ lớn nè đấy. Trứng khiếp thật chứ. Này sinh sôi dữ dằn nè. Trứng vàng không? Trứng cái một tiếng kéo vào mình luộc chín vàng nè. Luộc chín vàng này. Khiếp không? Chưa thì là chứ. Chưa.
nhớt nè. Dưa hình nhớt á. Bơ, đấy. Nhớt ra khiếp luôn rồi nha. Này chắc phải bóp khoảng 3 lần á. Rồi, 2-3 lần rồi. 2-3 lần rồi, chỗ nào mà khô, thật khô luôn là anh em mới bắt đầu cho biến. Được cái món bóp ốc này danh hào lắm này. Có thêm một lần nữa nha ơi. Ồ, cơm chín ngon rồi cả nhà ơi. Ứng mà. Bún mà đang phân ra một nửa thái nhỏ để mình xào xào lăn với lá lốt. Còn một phần còn lại thì sẽ tầm ướp gia vị chắc kiểu rồi mình xả lụi, xiên lụi nướng. Đúng là muốn có một món ăn ngon thì phải bỏ công ra cả nhà ơi. Bên em làm đúng hơn tiếng hồ á. Luộc lửa ra rồi bóp muối, bóp chanh. Bóp 3 lần mà giòn ốc nó sạch sẽ nhìn ngon lắm. Chấm tí ngũ vị hương vô nha. Tháo ớt vô luôn, nhiều luôn cho cây. Bột này mình có mắm, muối, bột ngọt, hành, tiêu rồi đầy đủ hết rồi cả nha. Chút dầu rồi nữa. Nhìn nó hấp dẫn á. Thơm. Giống như biển trâu nướng đây. Kiếm riệm hết rồi. Ấm. Chà gừng phải không? Chà gừng rồi chanh rồi muối đủ kiểu mà. Có phải ai dám ăn tái không? Có phải ăn chín uống sôi. Chết đi. Chết rồi, chết nữa. Thơm liền gì đó. Thơm lắm. Thơm liền. Món ăn nào kỳ công thì chắc chắn đó là ngon. Này tại người ta ít ăn là ngại làm thôi. Còn thịt ốc ốc sơn này nó dai ngon lắm. Gia vị thì tí kia lát mình cho vào sau. Tí thì cơm vào đi. Một em. Đấy. Em sẽ xin. Này chắc được 2-3 lụi mập á. Miếm thịt là quý không? Dù cái này mình chỉ khó học cập một tí mà làm nó hơi lâu tí nữa. Cập gì lâu? Quá lâu. Quá lâu, lâu nữa. Ủa đúng cái này nghĩ làm món này công phu quá. Cứ một lùi 1 lít, một lùi 1 lít nha cả nhà. Vậy là tính lên à. Điều sao đấy, điều hết. Món này nhậu là y bài lắm này. Đặc màu lắm á. Vì chứ mà không ai dám làm nữa. Ừ. Mất thời gian quá. Thời gian. Chờ rau vào. Thử có là lốt vô ngậy mùi thơm. Để chín sơ à. Nó màu đen này. Thử miếng không? Hả? Từ từ chứ. Anh em đang hóng món này lắm này. Xếp ướp miếng thử ngon không biết rồi. Mình theo. Xếp ướp thôi đây. Xếp ướp đây. Đưa ta làm miếng nước á. Chưa. Ừ. Này. Ồ giờ chưa ăn. Có ngại. Xếp phép ở nhà mình ăn trên nồi luôn á. Tôi xin phép ông bà các bác con review miếng thử á. Đánh giá. Lấy tự tin cho anh em coi. Được.
Nó dai nè, dai nhai sực sực thấm gia vị, mặn mà, la lốt, thơm, cực kỳ. Làm thử miếng ha. Ngon. Còn một ít gia vị tầm ướp thừa, lát chờ con ốc nó xanh thịt lại rồi mình quét lên một lớp nữa. Chưa. Quét lại một lớp gia vị nữa nha cả nhà. Quét lại cho. Trời, mình thấy nó cả đời ạ. Như lớp giống à? Bất xê. Chờ. Đó. Ồ, chín rồi này. Nó chín quá, nó khô ạ. Rồi. Gà bố có hấp nó chắc còn chín rồi ạ. Giây phút vinh quang đã đến rồi cả nhà ơi. Nhìn lụi thịt của mắt nè mình hấp dẫn nha. Trời, đá đời mà. Thơm nước muối á. Này khắp thành lưới ơi. Thành lưới cắm xuống ơi. Trưa nay anh em anh có ba lưới nướng này. Con gà thì luộc với rau dớn để anh chấm mắm thơm. Ốc xào là lốt, gừng và một chén mắm gừng. Rồi ba anh em mời rừng núi. Xin mời cô chú anh chị mời cả nhà mình ăn cơm. Ăn cơm sớ. Sớ vô quá trưa quá ngọ lâu lắc. Chùa ngon đấy anh em ơi. Ở nhà mình mua ốc nha. Còn thiếu vơi luôn á. Dài rồi mà, dài chụp 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 lại. Đấy, ngon không? Dây anh dây luôn nha, nóng. Rồi. Mời cả nhà mình ăn. Mời nhà á. Dài. Dạ. Hấp dẫn không? Thơm. Thơm mặn chút nào không? Thơm mặn. Thơm mặn do nãy xả muối quá. Xả muối để mình bóp ấy. Cái lúc mà anh em xử lý á là bóp muối nhiều thành hơi mặn tí nhưng mà ăn cơm là ngon. Ngon. Làm miếng rồi nha nha. Tuyệt vời. Liêu. Rất mừng. Nó giòn thực thực ngon lắm. Giòn rồi đó. Mời nha mình lấy nè. 100% luôn ạ. Mình phải bỏ tí đường không nhiều lại được. Được không? Được. Mời nha lấy nha. Dạ đâu. Đất đây. Con này giống như đồ thông mơ. Mơ ạ. Mình cũng phải không? Mời cả nhà mình nha. Nè, Diễm My nè, Ngọc Trinh nè, Minh Hằng, Minh Tâm. Ngon. Mà các cháu cũng làm miếng cơm lên cửa hả? Làm miếng cơm lên. Chụp cái dịch dịch nào đi. Trưa này món ăn nhiều quá. Đặc sáng không đây? Đặc sáng không. Mình dớn Tây Bắc. Anh em Tây Bắc hay ăn này. Ừ. Miền Bắc gọi là rau dớn, miền Nam gọi là đọt trọi, miền Trung gọi là gì không biết. Rau dớn luôn, chấm mâm thơm. Chưa. Đã không? Giòn. Giòn, rau dớn ngon lắm. Cái này giòn quá rồi nha. Rau dớn như chưa ăn mà, thương nữa ăn. Đã rồi. Rau dớn mà ngon lắm, giòn.
Mời cả nhà mình nha. Cái chiều làm bó đêm nhà xào cơm cho ngon á. Dùng sợ con là tao. Ừ. Ôi áo chuối là mập đây mà đâu biết. Lỏ hả? Yếu quá rồi. Cũng dành chết trên ẩm thực mà không hay. Không biết mà. Đồ điện biết ai điện biết nó chứ đồ mà tao nói chen ngang ai biết ai không nữa. Đi lăng bác còn bố. Đồ có. Sắc cái đồ anh chạy lia lia mấy những bà chứ. Đỡ con. Đồ lên chạy lia. Chạy cái đeo của nó. Chép liền chứ. Nhiệt kéo liền. Thì rớt ra phía sau cánh gà của nhà. Còn lại bốn nẹp mẹp đây, sà nẹp đây, ăn rớt. Đó. Ăn được. Cơm thì mình em tay gòn gòn hết rồi. Thịt thì còn nhiều lắm. Để anh em lai rai uống rượu. Bốn năm giống Ngọc Trinh cho. Cái vợ rồi không biết thì nói lên. Trường 4 đây mà Ngọc Trinh đem kiểu đây thôi nước. Tan sát vậy chứ. Bây giờ hiện tại là hơn 2 giờ chiều cả nhà ơi. Anh em 78 tiếp tục chào cả nhà mình lần 2 nè. Chào cả nhà nha. Chào nhà. Anh em nằm làm anh sĩ nghe rối không? Từ giờ chắc là mấy anh em mình đi thăm một số 7 lúc sáng đánh cả nhà ơi. Nếu mà dính á thì anh em sẽ làm một cái chương trình ẩm thực gì đó chia sẻ cả nhà. Còn nếu mà không dính thì chắc là trải nghiệm tí rồi chào cả nhà lần hai luôn. Rồi đi 7 đi. Đi. Lạ hơn. Còn sống luôn mấy ơi. Ừ. Ồ anh đang cầm cự với mấy con kiến nè. Nhưng máu nhỏ gì ta. Ờ anh giết bình giết rồi chưa? Giết hết được khúc không? Ờ anh làm một giết hết khúc à. Sao giết khúc bình không mất không? Ừ. Lòng này sập dính con riêng mối nè. Rồi bò sát đất ấy. Dòng này nó còn hay ăn dớ, ăn côn trùng. Ôi sợi nhỏ quá. Thả như vậy. Thả luôn bố ơi. Cái đoạn suối này đẹp nhưng mà vách đá nhiều lắm. Đi không cẩn thận là kéo té như chơi. Ôi sợi ơi. Bố mà. Hả? Bọc hả? Có. Gì vậy? Chân chim nè. Ôi xưa. Giúp một bắp lóc bắp em. À được rồi. Được. Cái bẫy này dính con lóc lách. Thôi đi luôn. Đồ lóc lách này chắc nó đi bờ suối nè, tháng dưới nó xuống nè. Ôi. Đúng thăm hai trụ bẫy dính toàn gì đâu không. Con riêng mối con lóc lách này, cửa luôn bố. Máu nữa nè. Ôi, cầm ra đây xem bốn. Dòng suối này chảy cái đoạn phía trước là một con thác cực kỳ sâu. Ôi trời lại dính răng mối à. Hôm nay toàn bò sát không ta. Dính con răng mối nữa cả nha. Ngụm không phải không? To hơn hả? Còn sống không? Ờ thả nó rồi. Ui xưa. Tàn. Ui chim gì. Này hết mồi luôn. Chắc là các loài chim nhỏ. Đây là bà không dính nè cả nhà. Ôi mình thì xong rồi, còn bốn thăm lại hai trụ bẫy của nó biết có hay không nữa. Ôi, mớm. Còn đầu tiên mình cắm nha cả nhà. Một em cá trâu đá khá là bự. Thì mình lấy lên cả nhà mình xem nha. Đâu mập rồi.
chết rồi cả nhà, mới tuột lự. Thu hoạch đầu tiên ba anh em. Rồi mình tạm nốt số cần kia thử cái dính gì nữa cả nha. Hồi sáng bật tiếng cả buổi chả dính. Chịp chịp béo cả nha. Chỗ này ăn hết dứa luôn, không bật. Sang chỗ thứ hai thì dính. Wow, mạnh lắm á. Một con cá và một con chèo béo. Thế là có chút protein cho bữa cơm chiều này rồi. Đó, tuyệt vời cả nhà ơi. Mình vừa mới quay lại láng luôn rồi cả nhà. Tuy thì đi thì đánh hai cái bẫy gần láng luôn này. Lên thăm lại thì dính được một con chim chim đen. Đó. Cá đi cầm câu hả? Cầm câu thì dính được một con cá trâu đá này. Úi sời cũng được à. Lúc nãy dính được hai con ren mối, một con lóc lách, một con cá với một con chim đen. Bung danh chắc là mớm rồi. Mớm à? Mùng danh mớm chắc rồi ạ. Kìa máu nhắc xong. Đây, đang nhắc đến 4 này mà. Con. Mùng danh mớm mớm. Không dính à? Mặt buồn thiêu hiểu ạ. Chắc là ba anh em di chuyển lên trên cánh đồng kia cho nó yên tĩnh nha cả nhà. Đoạn dưới này suối nó ồn lắm. Đẻ. Lúc trưa mấy anh em ăn cơm với rau dớn á, Ti đánh giá 10 điểm, Danh đánh giá 11 điểm. Tại ngon quá ngon mà. Giờ hai anh em nó lại cái đám rau dớn phía trước chưa này, để hái một ít chiều tối mang về nhà dùng đó. Rau nhiều lắm. Có đứa nào khác khỏi lậu qua lỗ nước đó em Danh. Đi theo bờ ruộng này. Bờ ruộng hả? Đi trên kia bờ. Đám ruộng 4 đám nào đâu? Dạ. Đám ơi đám nào 4? Đám nào bên kia. Đám nào tròn bình thuốc. Biết ngõ tấu này tôi xuống tôi phun cà cháy. Dầm ruộng cô. Chùa cái chỗ. Dạ. Đi rạo suối gài bẫy chơi. Gài bẫy gì hả con? Dạ gài bẫy chim mà. Có không? Ít lắm. Hết rừng rồi. Chỗ đoạn này nước chảy trâu lúa hết hả? Dạ. Trâu lúa hết rồi. Cô đang dầm ruộng rồi cả nha. Cô lại làm tụi con dưa trước nha. Mai trong không? Dạ à, không cút hả? À, nhự chim ồ câu cá đồ chơi mà. Mai trong hả? Có trồng rau gì bây giờ trồng ở đây có trên dương anh trồng hả? Thôi cho chị bắp này trồng xén hay không cây xén mì cao sản này trồng xén đấy cái nước không chữa chi chứ làm gì này lúc chị mình này. Trồng thì mình chặt hôm ra ngắn ngắn như thế này nè đòn cuốc đất trồng. Đó. Phút rồi đem theo chín tem luôn đó. Rộng nha. Anh Huy. Ra chồng. Đi chén. Anh Huy lên sóng bập điều kỳ nó như đã không? Thờ đồ tiêu phong rồi đó. Thờ tiêu phong không? Tiêu phong đồn dữ chứ. Thờ vàng son hả?
Tiêu Phong đông dự việc đi à. Để ông nem lít chứ đâu ấy. Này đồ còn được lít không anh? Bỏ không? Dứt điều. Dứt điểm mà chứ bỏ. Dạ, y ba. Rượu bia mà. Thuốc bỏ rồi dứt ngon á. Phải tan hết. Cơ quan là chiều nó. Rồi mấy anh em lên đây nghỉ ngơi cho mát rồi nấu nướng chim ăn luôn. Anh kiếm chút đạm rồi giật lên dốc chứ đường gì cũng xa lắm nha. Ngày này gốc chùm mồi để cái chỗ này là bà con hay làm ruộng để nghỉ mát này. Rồi anh em nhóm cái bếp tại này dính con cá cho mấy anh chim à. Nướng ha, làm gì tí? Tạc đúng không? Tạc hả? Làm bốn nay sống nha. Ừ. Đây bảy. Này súng ống không dám đâu. Bảy thủ công rồi chơi con. Có chơi mù tạc kìa. Chắc là mấy anh em nướng thôi. Bổ sung ít đạm mà dục dốc. Ba lô hành quân. Lâm mấy đám Lâm? Chồ ba đám à nè. Thấy anh làm ruộng đi thăm đi cái đi dậm nhưng bốn này nó không làm đám ruộng thấy đâu nè nó xuống ruộng đâu. Trời vậy mai mốt lúa không như nổ chứ gì đâu mà. Không anh. Nem chứ không dính bốn mà. Ừ. Thôi chị. Mai mốt cái tới lượt hẹn cái cũng y vậy. Nhậu mưa bao mình đi đâu em nghe chứ. Mang làm biếng nói như ném gớm vậy không? Sao nhậu mưa mình bị bao được đâu. Hết chưa? Đéo dính vô đất sinh cần nhận cái đéo dính sinh dậm. Đúng rồi. Nó trận tướng không? Cá đây chắc chín rồi ạ. Chín không? Chín không? Bây giờ không chín dùng chín như sao nữa. Tu lúc lách nó mở rồi nha ơi. Chú nhìn lục lách với chim đen là một tròn giật luôn không? Đồ anh kia cái sao mà thu tiêu mất cái đấy không? Ôi mở. Một chân không? Mở rung tay mà. Khiếp thiệt ạ. Ngỏng không? Ừ. Quá rồi không? Như phong công ngỗng trời. Bốn nước miếng ực mà. Cứ giật liên tục. Chiều nấu. Rồi nó chuyện nấu. Xoay xoay anh chim không được nó cháy cho nè. Còn kia chín rồi. Còn lọc lát nó chín rồi này. Tốt rồi. Từ từ ơi, chưa đeo. Còn bông nó nung nếp. Chờ mày dẫn đi ăn. Đều đi mày chờ. Dẫn đi dạo uống cà phê cuối cùng mày chờ đoạn nào cái đoạn mà nôn dưa sẽ sợ ba má nhà kinh này nôn dưa rồi 9 giờ dưa trả thiên cứu nôn tém ấy uống đi trong đều nó dâm dục đều nghĩ ra như đấy không cái rớt xiềng bố mà chết vậy 80% mà dặn xác định rồi thăng nhường 4 liêng được tao mày nói dạy ông ơi đùa bên phép tôi nói anh phép nha mấy chiếc cà mát nhỏ nha thiệt gục liền đã mời cả nhà ơi mời cả nhà mời cả bên dùng ơi tiếng anh em bốn biết cái chỗ nào ngon đó bốn không chưa gì tiếp lừa cái ngon trước rồi đấy để cho anh em thưởng thức cái đồ ngon đó mình từ từ cũng được cái sao mà hàng uống rượu quá không ốc sên ngon quá ngon tém hết hết rượu à đá lít rượu ba anh em đéo hết 2 lít rưỡi béo à mời cả nhà mời miếng cá teo ơi ngon chưa đây mà gì ngọt nữa nghe anh bị không nghe chuyện cao tu mở chạy ướt tay hết rồi nhờ muốn xí mình chơi miếng anh nghĩ đi đây anh chị đây được xí tạc luôn á đúng không chưa đưa bốc đưa mình chấm nữa này vô sao gì đây giữ hay bìa nè bìa vậy biết luôn một luôn nhưng đùi bốn nó xí cũng hơi ưu ái một tí nó xí tạc qua phao câu luôn à còn đỏ nhau sao đây vô thì còn nước ngọt không dạ miếng mắm thơm kiếm vô luôn chưa ngon á mồm à mời cả nhà mình nha đồ này mới ghém được miếng rau ăn ngon danh lợm đâu được miếng rau ngon hả
Không, em không à. Cảm ơn. Mọc cái xíu ở đây cái đấy không? Quét mâm thơm ra. Cá ngon không? Cá ngọt không? Nướng nha là ngọt. Chưa, sao nuốt gì vô ực dữ vậy không? Mời nhau mình luôn nha. Chưa. Ngại luôn á. Béo không? Ngon không? Tưởng dở chứ không? Ngon không? Ngon béo mà béo giữa chiều á. Cái này mới đau à. Ăn cùng mắm thơm luôn em. Cho ăn cùng thơm biết đi nha. Nhét luôn trong đây luôn. Y bài đúng kiểu á. Chưa. Mời cả nhà nha. Vô cùng mắm thơm luôn. Vô luôn, ăn mặn vô á. Béo. Ngon không? Có phát biểu cam ý. Phơ à? Đánh quá rồi giống cục than hay sao á? Giống cũng được cháy em. Giống cũng mình cháy đâu. Ngon. Đưa cho béo nè. Béo chứ không béo, không béo bằng chim đâu không? Không biết nhờ. Đây còn đây là anh em bìa này. Bốn ơi, hảo bìa lắm mà. Ngài bìa. Chua. Chim ngọt mà chấm mâm thơm mà hấp dẫn. Khấu. Ngon. Cuối đây. Cuối cùng. Chim mâm thơm mà hơi cho nó ngọt đấy. Chưa. Ngon là tí à. Cũng có đậm đậm á, đậm gì đó. Cái kiểu mà ít ít nướng ăn còn thèm á. Nó hấp dẫn ngon lắm, chứ ăn nhiều quá cũng ngon đâu. Ô, đúng rồi. Mời nha nha. Chưa. Bài hả? Ôi giời ơi. Cũng thêm lon bà ba nữa. Còn cái chiều 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 mát mát thì ngồi bên đông thì làm luôn bà ba nó hợp lý lắm chứ. Tao ba tao má luôn ạ. Đầm, đầm mới ăn với Sài Gòn sao chiều nó đâu. Sài Gòn tính thì ba này hai thùng à. Thôi chiều rồi cả nhà ơi. Thế là một ngày rong ruổi của ba anh em chúng tôi lại hết rồi. Clip này chắc xin khép lại luôn. Rồi, chào cả nhà nha. Chào mình luôn nha. Chào cả nhà mà.